Xin chào mọi người đã trở lại với cái clip hướng dẫn sử dụng những thao tác đơn giản của Excel giúp cho công việc nhanh hơn ha. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách phân cái dấu tiền này ra, ví dụ như 395 ngàn nè, bỏ cách cái dấu phẩy vô đây. Thì mình sẽ bấm chọn cái nguyên cái cột này luôn. Sau đó mình bấm chuột phải, chọn format cell. Mình sẽ chọn vô cái ô number. Ở đây mình chọn cái phần này, sử dụng cái dấu phẩy ở đơn vị 1.000, bấm vô đây. Cái số 2 đằng sau này nè, mình để im đây, mình bấm OK trước cho mọi người thấy. Đó, nó sẽ là 395.000.00. Ở đây mình có thể dùng phím tắt, mình không có bấm chuột phải vô đây, mình dùng phím tắt cũng được. Cần chọn 1 ha, cần chọn 1 hay cần chọn gì quên rồi ta. Cần chọn 1. Đó, cần chọn 1. Mình chọn nè, cần chọn 1 nè, đó. Ở đây mình sẽ bỏ hai cái số 0 này, hoặc là mình muốn thêm 3 số chẳng hạn thì nó lên nè, nó 4 số, 5 số, 7 số gì đó. Mà thường thường thì mấy cái tiền này thì không có cần nhiều, thường thường người ta chỉ thêm 2 số thôi. Còn mình thì mình không có xài tới cái phần phẩy phẩy đằng sau đó, nên mình bỏ luôn số 0. Đó, sau đó mình bấm OK là sẽ cứ 395 là nó phải ra như thế này, nhìn nó dễ hơn, nó đỡ lộn hơn ha. Đó thì là đây là cái video hướng dẫn thêm cái chèn cái số phần phần ngàn như vậy. Thì mọi người có thể xem sơ qua để làm nhanh hơn ha. Thì đây là cái clip hướng dẫn những cái cơ bản nhất thôi. Mọi người nhớ đăng ký kênh của mình để xem thêm nhiều cái video hướng dẫn khác ha. Nhớ bấm đăng ký kênh với lại like share để cho mọi người khác chưa có biết thì có thể xem để biết luôn. Với lại để ủng hộ kênh của mình, tại vì những cái clip mọi người xem mình quay đều hoàn toàn miễn phí hết. Nên mọi người cứ bấm đăng ký rồi like share thoải mái ha, để ủng hộ mình. Hẹn mọi người ở clip sau.